theo pháp luật, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra lại xem là người đại diện theo pháp luật có phải là người chủ sở hữu của công ty không, và lúc này chúng ta sẽ quan tâm đến những hoạt động chuyển nhượng vốn nữa đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Một yếu tố tiếp theo chúng ta có thể phát sinh thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đó chính là việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh. Việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh này, đó là khi mà doanh nghiệp phát sinh thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này, sau đấy chúng ta phát sinh sự thay đổi và chúng ta sẽ nhận được cái giấy xác nhận việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi chúng ta làm thủ tục xong ấy, thì cơ quan sở thông tin đầu tư có thể cấp cho chúng ta cái giấy xác nhận này và nhận phát hành thêm một cái giấy nhận đăng ký đầu tư mới, là sẽ bổ sung thêm cái ngành nghề mà chúng ta sẽ có kế hoạch kinh doanh trong thời gian sắp tới. Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này thì chúng ta cũng lưu ý, có một lưu ý đối với khách hàng, đó chính là trong quá trình bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, chúng ta sẽ cần phải chú ý việc là ví dụ trong doanh nghiệp có phát sinh thu nhập từ một hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, sau đấy doanh nghiệp đăng ký thêm bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như là hoạt động sản xuất phần mềm chẳng hạn, đây là một hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy trong kế toán chúng ta sẽ cần phải lưu ý là theo dõi riêng doanh thu và chi phí của hai hoạt động này, bởi vì là hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường ấy, thì sẽ có mức thuế thuế suất là 20%, mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, nhưng mà đối với hoạt động sản xuất phần mềm thì cái mức thuế suất của mình sẽ được hưởng ưu đãi, thì nó sẽ có sự khác biệt. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một lưu ý nữa là liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, đó chính là đối với những ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp xác định bổ sung thêm là những ngành nghề như là nhà hàng này, hay là quán ăn này, hay là du lịch này, thì lúc này chúng ta sẽ cần phải bổ sung thêm giấy phép con và những giấy phép như đối với nhà hàng chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm đấy, bởi vì chúng ta biết là quy định của luật sẽ cũng có những cái mức phạt nhất định đối với cái việc mà khi mà chúng ta kinh doanh những cái ngành nghề có điều kiện này thì sẽ có mà không có đầy đủ giấy phép ấy, thì điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới doanh nghiệp, và đặc điểm này doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý. Tức là khi mà đã thuộc vào trong các ngành nghề kinh doanh mà có điều kiện cũng cần phải lưu ý để bổ sung đúng không chị? Làm sao mà đảm bảo được đầy đủ hết những cái điều Vâng, kiện là để doanh nghiệp có thể hoạt động được đối với cái ngành mà mình mới kinh doanh này. đúng Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có thể thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp đúng không? rồi. Vâng. Liên quan đến vốn điều lệ thì vốn điều lệ sẽ liên quan đến lệ Là phí môn đăng bài ký của thức, doanh nghiệp vâng, đúng rồi. rồi ạ. Như vậy thì khi mà thay đổi, phát sinh sự thay đổi vốn điều lệ ấy, thì vốn dù không làm thay đổi mức lệ phí môn bài, nhưng mà doanh nghiệp sẽ vẫn cần phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài. Hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài sẽ là ngày 30 tháng 1 Của của năm năm sau. sau. Thế thì trong trường hợp mà theo Hoàng Anh, nếu mà chúng ta làm thay đổi vốn điều lệ nhưng mà lại làm thay đổi mức lệ phí môn bài ấy, thì chúng ta có cần phải nộp lại tờ khai không? Theo em nghĩ thì khi mà thay đổi vốn điều lệ mà tăng mức phải nộp, nếu mà đã không không tăng mức phải nộp ấy mà đã phải nộp tờ khai rồi, thì chắc là khi thay đổi vốn điều lệ mà tăng mức nộp lệ phí môn bài ấy, thì vẫn cần phải làm tờ khai. Đúng rồi, chị cũng muốn bổ sung thêm là bên cạnh đấy, nếu mà chúng ta đã làm tăng mức lệ phí môn bài phải nộp lên rồi, thì lúc này chúng ta sẽ cần phải lưu ý là chúng ta sẽ phải nộp thêm tiền nếu như cái mức thay đổi vốn này làm tăng mức lệ phí môn bài lên đúng không? Bên cạnh đó còn một yếu tố nữa, đó là liên quan đến gia hạn thời gian thực hiện dự án. Thì có một câu hỏi đặt ra, đó chính là nếu như mà doanh nghiệp gia hạn thời gian thực hiện dự án mà trong khoảng thời gian đó doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi, thì doanh nghiệp có được hưởng tiếp tục hưởng ưu đãi hay không? Theo Hoàng Anh thì quan điểm Hoàng Anh thế nào? Em nghĩ là chắc là cũng chỉ vẫn sẽ chỉ được hưởng ưu đãi đến cái thời gian mà ban đầu của cái thời gian hưởng ưu đãi thôi, còn khi được gia hạn thì là chắc là sẽ không ạ. Thì cái trong trong cái trường hợp này ấy, thì chị cũng muốn lưu ý một chút là liên quan đến cái việc gia hạn thời gian thực hiện dự án, ví dụ như là doanh nghiệp đang thực hiện thời gian thực tế doanh nghiệp thực hiện dự án là 5 năm mà doanh nghiệp đã đăng ký rồi, nhưng mà doanh nghiệp lại được hưởng ưu đãi
miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Trong trường hợp này, nếu như trong 3 năm đầu tiên kể từ năm doanh nghiệp có phát sinh doanh thu nhưng chưa phát sinh thu nhập chịu thuế thì thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế sẽ được áp dụng từ năm thứ tư. Thì từ năm thứ tư trở đi khi mà doanh nghiệp áp dụng ưu đãi mà thời gian thực hiện chỉ có 5 năm thôi, cái khoảng thời gian sau đấy mọi người sẽ có một cái thắc mắc là liệu cái khoảng thời gian này sau khi gia hạn rồi còn được hưởng ưu đãi nữa không, bởi vì là cái dự án của chúng ta vẫn còn tiếp tục mà, Và đúng chúng không? ta vì lúc ban đầu là 5 năm đúng không, xong bây giờ mình lại gia hạn thêm Gia hạn để dự thì án rõ thực ràng hiện là nếu mà tiếp. theo cái thời gian mà xác định theo cái ưu đãi này thì nó còn kéo dài về sau cơ, đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, như vậy thì về cái điểm này ấy, theo hướng dẫn của công văn số 70284 của Tổng cục Thuế có đưa ra vào ngày 27 tháng 9 năm 2020, thì khi hết hạn thời gian hoạt động của dự án theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu thì công ty sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới này, mà phải thực hiện kê khai và nộp thuế theo đúng quy định. Như vậy đây cũng là một điểm mà doanh nghiệp cần phải lưu ý khi mà thực hiện cái thủ tục thay đổi thời gian thực hiện dự án của Đúng rồi mình. ạ. Bên cạnh đấy, một nội dung nữa mà chúng tôi muốn đưa ra ở đây liên quan đến việc thay đổi thông tin về chủ sở hữu, liên quan đến thông tin về chủ sở hữu của doanh nghiệp ấy, lúc này sẽ phát sinh sự thay đổi, đó chính là sự thay đổi liên quan đến cá thực hiện chuyển nhượng vốn, như là cá nhân chuyển nhượng vốn hay là công ty chuyển nhượng vốn hay là công hiện chuyển nhượng vốn với công ty nước ngoài, thì cái nghĩa vụ thuế phát sinh ở đây nó sẽ có nhiều sự khác nhau. Như là đối với cá nhân chuyển nhượng vốn thì sẽ phát sinh thuế thu nhập cá nhân, nhưng mà đối với công ty thực hiện chuyển nhượng vốn thì sẽ phải có lưu ý đối với nghĩa vụ phát sinh đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Tương tự là sự thay đổi về thuế suất và đối tượng kê khai, ở hai cái điểm này nó cũng sẽ có cái sự khác nhau như trình bày ở trên. Trên đây là sự trình bày của chúng em liên quan đến việc thay đổi thông tin liên quan đến nghĩa vụ thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dẫn đến việc thay đổi thông tin đến nghĩa vụ thuế như thế nào. Hy vọng là qua buổi hội thảo này có thể cung cấp tới các anh chị những thông tin đầy đủ nhất và hữu ích nhất để mình có thể lưu ý trong quá trình làm việc của mình trong hiện tại. Vâng, đúng rồi. Trước đây thì em rất là mơ hồ về cái việc mà không biết là khi thay đổi giấy chứng nhận đầu tư với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ấy thì là sẽ phải có những cái bước gì mà kiểu em sẽ chỉ biết một vài cái điểm thôi ấy, nhưng mà qua sự chia sẻ của chị Huyền ấy thì em sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về cái tất cả những cái mà sự thay đổi đấy mà sẽ ảnh hưởng đến mình. Không những thế mà cái việc mà liên quan đến cái công việc của mình ấy là về kế toán thì cũng sẽ có những cái sự ảnh hưởng nhất định mà mình cũng sẽ biết để mà lưu ý sau khi 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 thực hiện, khi mà trong quá trình vận hành công ty ấy, mà khi mà có sự thay đổi thì em có thể có những cái ý kiến cho sếp của mình là à hiện tại ví dụ như khi mình thay đổi những thông tin này đúng không, thì mình sẽ phải có một cái sự ảnh hưởng gì đấy, thì sếp có thấy ok không, hay là sếp có và mình có thể đưa được ra những cái quan điểm của mình đúng Từ từ đấy mình cũng không hình dung được là nếu như mình không thực hiện thì mình sẽ phát sinh những cái rủi ro như thế ạ? Vâng nào, đúng đúng rồi. không? Và từ đấy mình cũng có một cái tâm thế chuẩn bị trước Dạ cho những cái rủi ro đấy, và mình có thể lường trước được và mình có thể khắc phục hậu quả chẳng hạn. vâng vâng Như vậy thì vâng à, vậy thì như vừa rồi thì là em và chị Hiền cũng đã có sự có chị có đưa tới cho mọi người hai phần đó. Thứ nhất là đó là các cái thông tin liên quan đến văn phòng đại diện, và thứ hai là các thông tin liên quan đến việc thay đổi IRC, ERC. Tiếp theo đây sẽ là cái phần phần 3, sẽ là phần Q&A chia sẻ của Manabox về các câu hỏi mà Manabox đã nhận được, thì cũng để có thêm thời gian cho các anh chị đưa thêm các câu hỏi về cái phần thay đổi IRC, ERC và các cái ảnh hưởng liên quan đến thuế thì